Xin chào tất cả các bạn nha. Video này giới thiệu các bạn tham gia một chương trình này góp nhận 100 đồng tóc cần có kiểu là SBB. Hiện tại tóc cần này sẽ list lên sàn Hotbit và Bankake Swap các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở tài khoản Monstarchatbot các bạn. Con này trong tháng 6 này vong phối nha các bạn. Rồi bạn bấm vào continue nữa các bạn. Bạn được cấp trang các bạn. 76 cộng 3 bằng 79. Rồi các bạn gọi cho bot nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. Khoan các bạn chờ xíu. Rồi mình đã join kênh group rồi các bạn mới đáp lên các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow kênh seller nữa các bạn. Các bạn join tiếp kênh seller rồi các bạn mới đáp lên các bạn. Tiếp tục bạn follow tờ Twitter và like rồi tweet bot nữa các bạn. Thì bạn nhấp vào tờ Twitter nữa các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn like và chích dẫn cho tờ tweet đi tiếp với bình luận nha các bạn bình luận một quả cự bất kỳ rồi bạn bấm vào tờ tweet hoặc là bạn có thể tan 3 người bạn hoặc 5 người bạn của mình vào các bạn tan 5 người bạn mình vào các bạn bấm tờ tweet các bạn. Sau khi tờ tweet xong thì các bạn mới đáp lời các bạn. Mình đã tờ tweet rồi, các bạn bấm vào một don nữa các bạn. Rồi các bạn bấm don nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại username tờ tweet new follow đó. Điền lại username tờ Twitter của bạn đã từng theo dõi và retweet nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter mình ra, các bạn nhấp vào ba giây bên cùng thì các bạn sẽ thấy cái username mình nằm chỗ này nha các bạn. A cộng win v này là H9 nha các bạn. Thì các bạn mở ra bằng mắt chỗ đây. Username của tất cả các bạn nha các bạn. A cộng win v này là H9. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục quan subscribe kênh YouTube Seller nữa nè các bạn. Trên kênh Seller nó thì các bạn bấm vào đăng ký nha các bạn. Đây chưa có cái video nào chứ các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn nhấp vào ba giờ bên cùng. Bạn nhấp vào kênh của bạn. Các bạn bấm vào một ba giờ bên cùng các bạn chia sẻ nha các bạn. Các bạn sao chép cái đường link kênh YouTube của mình lại nha các bạn. Rồi sau khi các bạn copy đường link YouTube của mình, các bạn gửi lại cho bot này các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm don nha các bạn. Nó có join kênh iDrop không? Sorry. Rồi các bạn join vào kênh Telegram của nó các bạn. Rồi các bạn join vào tiếp tục kênh seller của nguồn iGrop 6 các bạn. Rồi các bạn mới đập lên các bạn. Chết mẹ. Rồi tất cả các bạn bấm don nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gọi địa chỉ BNB Smart Chain trên dưới chocolate nha các bạn. Thì các bạn gọi địa chỉ chocolate cho mình gà nè. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain cho mình nè. Các bạn sẽ chép lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên nè. Một mở bot gà bạn dán vô đây là nè các bạn. Rồi các bạn gọi chocolate nha các bạn. Rồi đây thì mình đã nhận được 100 token SPP token nè các bạn. Tên tài khoản Twitter mình nè. Bạn gì lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tục cần tất cả các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 100 tục cần SPP đến đây cũng kết thúc rồi bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.